Thấy gõ gàng tên là đét đét gì á, ai biết. Cái gì ghét chồng con như đây. Hay lại. Chồng con thì sao? Chồng con cũng thích ra dưới hồn. Đáng sợ. Gì đây? Rồi ông màu trắng nhảy cống một cách lộ liễu các bác à. Cái gì vậy ba? Đó là ổ nhậu vô nhảy cái cống cái dù xuống luôn à. Từ từ, từ từ, boss, từ từ, đến từ. Sao Harry? Sao? Tưởng tôi nãy giờ là tôi đi ra bên phải nè, tự nhiên thấy không? Phải bên phải không? Có thấy ổng không? Bên phải đúng không? Bên phải có ai thấy à, màu trắng không? Không, bên phải là có màu trắng bên này. Thì có ông màu vàng, ông màu vàng bán thiên thạch mà không thấy thiên thạch lên luôn, anh tắt hiệu ứng hay sao vậy? À, anh tắt hiệu ứng rồi. Tắt rồi, tắt rồi. Băng băng thiên thạch mà không có thiên thạch. Ờ, ra khỏi hai đi hả? Không thấy rồi đó. Tôi không thấy gì hết. Tôi nói không ai nghe hết, cho nên là tôi giác á. Còn hai đi mà ổng nhảy có một cách lộ liễu. Rồi. Tôi vô ra nhìn không thấy vậy, ổng nhảy tôi sợ đấy rồi. Sợ. Đừng có nhảy cống nữa em ơi, đồ quá xui lắm. Nhảy cống một pin nữa chà. À, thổi quá nhảy cống vậy rồi. Đừng có nhảy cống nữa. Đó. Đi bình thường đi, em thấy hãy hòa nhập với mọi người đi, xong em mới giết người rồi. Thôi, 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 mà anh thấy em mà chắc là bị lắc đúng không? Không biết đây á. Đây là anh có, em có không? Có có thế này được em mình tóc quý là được. Xe lên bò, xe lên bò. Ông thế, thế. Thank you.
Sì ba mở mic lên mày. Mấy lần nào cũng đi nhắc á. Rồi thám tử Mori phán đi. Hồi nãy Sì ba với lại tôi nhốt trong phòng thôi. Rồi bây giờ bấm nút đó đi. Hello một cam. Bạn có giờ lời về chăn chói cuối cùng không? Chăn chói cái gì? Bạn có lời về chăn chói cuối cùng không? Lời cho một cam. Đây, để em lên trình bày lịch trình của em. Chỗ cái phòng admin á, đi xuống cái phòng kho, phòng xăng á, nó có cái trụ em đang làm nối dây điện. Màu vàng đi chung với màu cam. Cái lúc mà reactor nó chạy qua á, là cái màu cam chạy trước, xong em chạy ra sau thấy sáng màu vàng. Vậy thôi. Từ từ, từ khoan nha, từ khoan. Nếu mà cho boss em trước luôn, bán sau boss màu cam là win. Từ khoan, để anh hỏi. Là Jun đúng không em? Mọi người đang nghi em đúng không? Màu cam là Jun đó à? À, hồi nãy hình như em cũng thấy anh mà đúng không? Anh gà nè. À có. Chung em còn gì? Ok, anh boss em. Đó. Tại vì lúc đó anh đang ở dưới bình. Ai gì? Mẹ gà lừa rồi. Mẹ dễ lừa. Đây, ở đây đứng với ba người trong phòng navigation chờ chồng. Tại vì lúc đó anh đang đứng lại bên anh đang đứng với bên sao anh nhìn em nhỉ? Em bé nha. Sao anh nhìn em nhỉ? Hai con sói thật kỳ. Tiền làm. Một cái trick easy đó bro. này thì tìm sự đồng cảm mà bạn màu cam. Bạn màu cam tìm sự đồng cảm mà. Tin nhầm người rồi. Đi làm với anh nè. Anh nông dân chúc đang vui dữ lắm ạ. Anh đang cười. Đi đâu? Đi rồi. Rồi xong hồi ông nào chạy xuống nữa giết luôn. Không, do là cái xéo màu xanh đó mà anh về chạy qua không thấy cái phòng radar. Cái tầm nhìn của em to hơn, em thấy anh về chạy xuống nên em giết luôn. Cái đằng nào cũng lộ à. Cái ông nào chuẩn bị chạy qua nữa tôi giết. Tôi sợ thấy ai xác giết luôn. Cái gì vậy? Ông Mai Nét vừa giết người ở phòng admin nhá. Này thì vui cười nè cưng, này thì cười cho cố vô. Cũng cái gì vậy mà? Harry Nick. Tôi mới vừa... Trời quá, tụi anh đóng dở quá. Tụi anh nói lắm là... Anh ơi, đóng dở vậy? Từ từ, để tụi... Mọi người điều mày nói đi. Để tụi anh nói cái đá bót gì vậy? Mình là bót. Ông Duyên dở quá mà. Từ từ, á tụi anh em phải từ ngồi xuống nói là tại sao boss tôi, lý do thế nào, tự nhiên tôi đang rồi xong á, xong luôn. Mắt thì châm cố gắng nha, tôi loa rồi. Cố gắng nha, nó sao lại bút mẹ ra rồi. Cái hộp bút của em. Ta lại chơi vui vẻ nha, mắt thì châm. Má coi chừng chơi chiêu quá nha. Chơi chiêu quá, cái này là chơi chiêu đó, còn sói thì nó không. Mẹ
Bây giờ mình chưa thích làm nữa chờ. Rồi bây giờ khoan từ nha, khoan nha, Siva nói cái đã, Siva nói xong rồi tiếp tục, xong hết rồi bắt đầu im nha, rồi nói tiếp với Siva, nói. Siva mở mic lên. Mở mic. Sáng bên đầu tàu đó biết ngay mà, thấy em vô cái phòng admin em xem thấy có người. Đầu tàu hả? Đúng rồi, cái chỗ Navy Nation đó, Navy á, Navy Nation đó. Bây giờ khai vị trí đi nè. Bây giờ khai vị trí đi. Tôi đang bên cái phòng mà cái gì mà ấy vô cùng tay với lại cái dung. Ok, vậy còn Nguyên ở đâu? Đang ở phòng điện, trước cửa phòng điện, anh đang tại phòng này để bắt tay. Bắt tay anh gà. Anh đang đi nó sẽ chụp. Còn gà. Ngồi nãy em. Lúc này. Tại vì là lúc nãy anh gà anh lật cái số ở cái phòng oxy ấy. Anh đi đợi đến chỗ không. Khoan, bây giờ nghe nói cái đã. Anh đi nó sẽ chùm nè, chứ sẽ chùm nói đi. Thì đang đi chung với gà nè. Ừ. Cô thấy đây mà em đi lại sửa cái bịch ra gì hết rồi. Nhưng mà không phải. Đâu nãy màu vàng nó đi chung với màu xanh hả? Màu vàng nói ở đâu? Màu vàng đi một mình rồi dẫn phòng điện. Màu vàng đi một mình đi phòng điện. Vậy màu cam với màu xanh đi chung đúng không? Màu cam thì tôi lại cái vô cái chỗ mà cái chỗ hồng mà. Vậy là còn có mình đang màu vàng thôi rồi. Ông nha, tôi này tôi đẩy ông màu trắng chết đấy nha, mọi người nhớ nha. Thật ra là em đi một mình. Ủa vậy vậy giờ một trong hai người nó xạo, một trong hai người nó xạo. Đâu ra, nãy là vậy, nãy ra chúng hai đi nè. Em sẽ không
Nhưng mà cũng có thể là màu đen. Màu đen chết xong được đấy nha. Không không, ông ghé sẽ chứng minh tôi là con người, tôi mới dám chạy vậy. Cho hai người nó xạo. Chị chạy qua chị sửa cho em ạ. Một trong hai người nó xạo. Một trong hai người nó xạo. Má thiệt luôn á. Không phải. Im lặng, im lặng. Không bàn, không bàn. Quá trời. Em lại không chú ý. Sao mà em không thấy được rồi có ai? Ủa? Không tắt tin số tắt à? Yeah. Quá xanh lá nha, quá xanh lá đi. Tại sao? Quá cứ quá xanh lá đi, anh dạy biết tại sao đúng không? Dạy vậy đó. Ủa tại sao? Để em nói là tại sao? Trong khi cái lúc mà hồi nãy á là cái chỗ bên kia nó bị hư đúng không, thì tôi chạy nó không kịp với ông sửa xong rồi thì tôi chạy sâu không nè. Bây giờ đã phân tích nè, anh già là người nè, màu cam mới biết là người nè, ông màu vàng tố với ông đầu tiên thì chắc chắn là người nè. Bây giờ là nghi ngờ mới màu xanh lá nè, mà không có màu xanh lá thì bóp xanh dương nè, bảo đảm dính luôn, nói thiệt. Anh gà hiểu không anh gà? Xanh dương thì... Không, nhưng mà không cần thiết đâu. Bây giờ nhiệm vụ là xong rồi mình cứ đi chung thôi. Xanh dương... Có màu xanh lá. Xanh dương mà... Xanh, xanh, xanh dương không phải. Không màu xanh lá thì màu xanh dương. Chắc luôn. Xanh dương tôi còn nhiệm vụ đổ gác rồi, đi theo đổ gác cho coi. Có màu xanh lá đi. Em nghi chắc màu xanh lá rồi. Sao ông chưa phải lấy cái màu xanh lá? Ôi, tao không chỉ kịp để cứu mày kịp đi ạ. Xin lỗi nhé, con sói này. Rồi to ạ. Tao định cho mày giết thêm vài người nữa rồi. Tao mới phút mày mà thôi. Ê... Ông đi với tao mà. Ê... Cái phà khai... Cái phà khai là thấy lộ rồi. Phà khai là một trong hai người là sói rồi. Hồi nãy mà video nói là không thấy bà Ti là thấy nghi rồi. Tại vì chỉ có sói tầm nhìn lớn hơn thôi. Tầm nhìn có thể người ta, tao đâu thấy sói được. Má tính ra tôi dính có một đúng một ngoại luôn á. Khai bị lộ. Lại khai ngay chỗ đó bị lộ. Ti giờ vô quét cái là... Ý à, Jun vô quét cái là biết Ti rồi. Không. Hà lúc nãy Ti dùng bảo vậy. Lúc đó đã gần video nó luôn á. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see us.